Tiền Giang vốn nổi tiếng là vùng miệt vườn trù phú, cây trái sung xuê, là vựa trái cây lớn nhất nhì miền Tây Nam Bộ. Song bên cạnh về đặc sản trái cây, Tiền Giang còn là tỉnh đi đầu trong cả nước về sản phẩm trứng chim cút sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng để xuất khẩu sang cả những thị trường khó tính như Nhật Bản. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về mô hình sản xuất trứng chim cút. Trứng chim cút, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, nơi phân bố chủ yếu tại huyện Tân Phước, huyện Châu Thành. Wow, chú ơi, con thấy nhiều chim cút quá. Trang trại nhà mình nuôi bao nhiêu con ạ? Hiện nay ở chỗ này nuôi 90.000 con. Giống chim cút đây thì mình lấy ở đâu đấy ạ? Cái giống này nó nhập từ trước giải phóng. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi giữ rồi chúng tôi tự nhân giống ra. Con thấy mẫu chuồng cho chim cút này thiết kế rất là đặc biệt. Cái chuồng này nó có cái thuận lợi là mình nuôi được mật độ tương đối dày nhưng thông thoáng. Bởi vì nó từng bậc thang. Cái thứ hai là chúng tôi bố trí cái hệ thống nước này nó sẽ không bị lẫn cái chất bẩn. Máng thức ăn, cái máng này tôi bố trí cái máng hình cong để nó không đổ thức ăn ra ngoài. Rồi một cái nữa tức là cái vệ sinh thì tất cả những chất thải của nó đều đưa xuống dưới nền hết. Vì thế cho nên cái phân của nó cách xa con vật nuôi. Những con vật nuôi của mình ở trên này nó không hít những cái khí H2S hoặc amoniac của cái phân sinh ra, giảm đi một mầm bệnh. Cái phân này khi mà chim cút này đã thải ra rồi thì mình sẽ xử lý như thế nào để đảm bảo vệ sinh môi trường nhỉ chú nhỉ? Chúng tôi xử lý ngay từ ở cái thức ăn. Trước khi cho nó ăn, chúng tôi trộn cái con men vi sinh trong thức ăn nhằm thức ăn nhanh tiêu hóa và khử mùi triệt để từ ở trong bụng nó. Sau khi nó loại thải xuống đây thì chúng tôi xử lý tiếp một lần nữa bằng cái men OM xịt nó lên để nó khử cái mùi H2S và cái mùi amoniac. Vậy những con chim cút này thì mình phải chăm sóc như thế nào chú? Trước tiên là cái nước uống là anh phải đạt cái nước uống, tiêu chuẩn nước uống, thủy cục người ta bắt buộc đó. Thứ hai là cái thức ăn, cái nguyên liệu để phối trộn thức ăn, nó phải có nguồn gốc rõ ràng. Nó có một cái cuốn sổ theo dõi hết, đó là về thức ăn. Cái thứ ba là một cái rất là quan trọng, tức là chúng ta theo dõi cái dịch bệnh và ngừa bệnh. Bây giờ ở đây chúng tôi không có sử dụng kháng sinh để điều trị. Vì thế cho nên con cút không được phép bệnh. Mà muốn như vậy thì ngay từ con cút con phải ngừa tất cả những cái bệnh mà gia cầm thường hay gặp đúng định kỳ theo như lịch chủng ngừa của ngành thú y người ta phổ biến. Rồi sau đó là anh phải theo dõi liên tục. Nếu nó có vấn đề gì thì anh phải bổ sung liền, anh phải dùng cái thảo dược để anh chặn đứng nó hoặc là anh tăng cái đề kháng đó. Không được đổ thuốc kháng sinh vào đây. Làm thế nào để biết một quả trứng nó đạt tiêu chuẩn hả chị? Trứng đạt tiêu chuẩn thì những trứng to bông đen à, bóng. Trước khi những quả trứng này được đưa ra thị trường thì mình sẽ phải xử lý qua khâu nào hả chị? Thì trước khi mình bán ra đó thì mình sẽ lựa những trứng xấu, trứng nhỏ, trứng bạc màu. Một rổ trứng này nè là 1.000 trứng. Mình chỉ lụm rồi mình xử dạt vậy ra là mình giao cho công ty. Rồi công ty mới xử lý qua cái hệ thống rồi tung ra thị trường. Thưa quý vị và các bạn, vậy là sau buổi trải nghiệm thì tôi đã biết được quy trình để tạo ra những quả trứng chim cút sạch. Những mô hình này thì đang được rất nhiều những địa phương áp dụng và học hỏi. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì những quả trứng chim cút sạch và an toàn đảm bảo chất lượng sẽ đưa được nhiều hơn đến tay người tiêu dùng trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Sản lượng đạt khoảng 50 triệu quả trứng trên một năm. Thị trường tiêu thụ: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Rạch Giá. Xuất khẩu sang Nhật, Mỹ,